xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các quý vị về dự đêm liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam xã Cẩm Lĩnh năm 2020. Và lời đầu tiên cho phép Thanh Thúy xin được gửi tới toàn thể các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa của địa phương ngày càng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong không khí tưng bừng của cán bộ và nhân dân xã nhà đang thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội đại biểu huyện Ba Vì lần thứ 23, Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ 17, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2021. Thực hiện kế hoạch số 70 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh về việc tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội. Tham dự chương trình hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo huyện Ba Vì, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Việt Giao, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ba Vì. Về phía xã Cẩm Lĩnh, xin được trân trọng giới thiệu ông Phùng Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Trần Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Bà Phùng Thị Toan, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Ông Phùng Thế Đông, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Về dự còn có các ông bà là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các cán bộ, công chức thuộc Ủy ban Nhân dân xã, trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội, các ông bà là bí thư các chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường. Và đặc biệt, đêm liên hoan hôm nay còn có sự góp mặt của các diễn viên đến từ các thôn, các nhà trường trong toàn xã, cùng đông đảo các vị khán giả về cổ vũ cho đêm liên hoan văn nghệ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, để tiếp theo chương trình ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh lên khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa của địa phương, đậm đà bản sắc dân tộc, trong không khí tưng bừng của cán bộ và nhân dân xã nhà đang thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ 22 tiến tới Đại hội Đảng các cấp và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đích nông thôn mới năm 2021. Thưa các quý vị, trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, diện mạo của xã Cẩm Lĩnh đã có từng bước thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng trưởng, kinh tế tăng trưởng và đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng dần về ngành thương mại, dịch vụ, nghề nghiệp. Đồng thời, với sự cố gắng của toàn dân, toàn Đảng, toàn dân, địa phương đã giải quyết khá tốt việc làm người lao động, kinh tế có sự tăng trưởng ổn định, hệ thống hạ tầng cơ sở đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, thuận lợi cho các hoạt động phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân, phấn đấu đạt tiêu chí về nông thôn mới vào năm 2021. Công tác văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
mọi người dân đều quan tâm đến giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và làm tốt công tác xã hội hóa, đã hoàn thành việc xóa được hộ đói, giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn dưới 2%. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân đồng đội được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể duy trì thường xuyên. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được triển khai, quan tâm, góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại. Đồng thời đã khơi dậy được những nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông. Đặc biệt hơn, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cẩm Lĩnh xác định rõ văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự địa phương được quan tâm đúng mức và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về chính trị trong tình hình mới. Với những ý nghĩa hết sức quan trọng trên, thay mặt cho ban tổ chức, đêm liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh lần thứ 22. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân và các diễn viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho đêm liên hoan văn nghệ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể quý vị, về dự với đêm liên hoan hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Việt Giao, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ba Vì lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời ông. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Việt Sao và xin được kính chúc ông cùng toàn thể gia đình sức khỏe. Mong rằng trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phong trào của xã Cẩm Lĩnh. Và kính thưa toàn thể các quý vị, trước khi đến với phần liên hoan văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các quý vị sẽ đến với phần công bố và trao quyết định công nhận làng văn hóa thôn Đông Phượng và phần trao giấy khen cho gia đình tham gia liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Ba Vì năm 2020. Phần đầu tiên, xin được đến với phần trao quyết định công nhận làng văn hóa thôn Đông Phượng. Kính thưa toàn thể các quý vị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Cẩm Lĩnh trong thời gian qua luôn được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, góp phần lớn cho cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Toàn xã Cẩm Lĩnh có 11 thôn, trong đó thôn Đông Phượng là thôn thứ 10 trên 11 thôn được công nhận làng văn hóa. Sau những nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu thực hiện các tiêu chí làng văn hóa, với những thành tích đã đạt được trong năm 2019 của cán bộ và nhân dân làng Đông Phượng. Để ghi nhận những thành tích đó, ngày 20 tháng 12 năm 2019, thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh đã chính thức được Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì quyết định công nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019. Trong không khí vui tươi, phấn khởi và thi đua sôi nổi, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, được sự nhất trí của Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Vì và chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã Cẩm Lĩnh, hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh long trọng tổ chức, công bố và trao bằng đón nhận danh hiệu làng văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Đông Phượng. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Khánh, thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, sẽ lên công bố quyết định công nhận danh hiệu làng văn hóa thôn Đông Phượng.
Xin được trân trọng kính mời ông. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, số 4063 QĐ UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019, quyết định công nhận danh hiệu làng văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019, công nhận làng, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa giai đoạn 2015-2019. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ba Vì căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, luật sửa đổi bổ sung một số điều tại luật thi đua khen thưởng năm 2013, căn cứ nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của Phòng Nội vụ tờ trình số 191 ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc đề nghị công nhận danh hiệu làng văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019, công nhận làng, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu làng văn hóa, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2019. Quyết định điều 1, công nhận danh hiệu làng văn hóa cho 21 làng, cơ quan, đơn vị văn hóa cho 2 đơn vị, công nhận làng, cơ quan giữ vững danh hiệu làng văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa cho 37 làng, 2 đơn vị và kèm theo tiền thưởng 411 triệu đồng, có danh sách kèm theo. Điều 2, mức thưởng cụ thể như sau: danh hiệu làng văn hóa 10 triệu đồng, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa 5 triệu đồng, danh hiệu cơ quan đơn vị đạt văn hóa 5 triệu đồng, cơ quan đơn vị giữ vững danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa 3 triệu đồng. Điều 3, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, trưởng các phòng Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, các tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Khánh rất nhiều. Và ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Đình Hà, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Ngô Xuân Kiện, trưởng thôn Đông Phượng sẽ lên sân khấu để đón nhận danh hiệu làng văn hóa. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Giao, phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ba Vì, ông Phùng Hữu Thanh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã sẽ lên trao bằng đón nhận danh hiệu làng văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Đông Phượng. Xin được trân trọng kính mời hai ông ạ. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn hai ông đại diện cho lãnh đạo huyện và đại diện cho lãnh đạo xã đã cùng lên trao danh hiệu làng văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Đông Phượng. Kính thưa toàn thể các quý vị, được nhận bằng công nhận danh hiệu làng văn hóa là một niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, niềm vui và hạnh phúc của toàn thể nhân dân và cán bộ làng văn hóa Đông Phượng. Đây cũng là thành quả của làng Đông Phượng sau bao năm phát triển và trưởng thành, khẳng định sự phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội của làng, đặc biệt là khẳng định sự chung sức, đồng lòng, sự yêu thương và đoàn kết của nhân dân làng Đông Phượng. Xin được chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Đông Phượng.
Kính thưa toàn thể các quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải cho cuộc thi gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Ba Vì năm 2020. Kính thưa toàn thể các quý vị, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình, khẳng định vai trò của gia đình với sự phát triển của xã hội, từng bước xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu là dịp để Đảng, chính quyền ghi nhận những thành tích của gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa hàng năm, đồng thời nêu gương sáng cho các gia đình và cộng đồng, có tác dụng cổ vũ, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Đây cũng là những đóa hoa tươi thắm để góp hương, góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam thêm tinh tế, ngọt lành. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình ông Chu Văn Viên ở thôn Vô Khuy là gia đình văn hóa tiêu biểu, đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền từ năm 2017 đến năm 2019, tham gia liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Ba Vì năm 2020 sẽ lên sân khấu để nhận giải nhì của cuộc thi. Và xin được trân trọng kính mời gia đình ông Chu Văn Viên ạ. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh sẽ lên trao giải nhì cho gia đình văn hóa tiêu biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Khánh và gia đình tiêu biểu Chu Văn Viên. Kính thưa toàn thể các quý vị, ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng chuyển đến với phần chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Và có lẽ đây là phần mà tất cả các quý vị đều mong mỏi nhất, mong chờ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đội văn nghệ của các thôn, các nhà trường lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện cho đoàn thanh niên tình nguyện của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cùng lên sân khấu để cùng nhận những bó hoa tươi thắm mà ban tổ chức dành tặng. Xin được trân trọng kính mời tất cả các quý vị ạ. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh và ông Phùng Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã sẽ lên trao tặng những bó hoa tươi thắm. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn hai ông.
và xin được trân trọng cảm ơn đại diện của các đội tham gia văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình văn nghệ để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh năm 2020. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với màn hát múa với các ca khúc Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của các tác giả Đỗ Minh, Huy Du, biên đạo múa Thu Phương qua sự thể hiện của đội văn nghệ đến từ thôn Đông Phượng. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật to, thật giòn để cùng chào đón đến phần diễn đầu tiên của đội đến từ thôn Đông Phượng. Việt
Xin được trân trọng cảm ơn đội văn nghệ đến từ thôn Đông Phượng. Và tiếp theo chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với làn điệu chèo với nhạc phẩm Bài ca dâng Đảng, đạo diễn Quốc Sang do tập thể thôn Ngọc Nhị thể hiện. Thank you.
đỉnh tự hào ý đảng lòng dân. Xin được trân trọng cảm ơn làn điệu chèo của tập thể thôn Ngọc Nhị. Kính thưa toàn thể các quý vị, và ngay sau đây, liên tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bài múa Đất nước anh hùng, biên đạo múa Hồng Phượng do tập thể giáo viên trường mầm non Cẩm Lĩnh A thể hiện. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng đón xem.
Xin được trân trọng cảm ơn tốp múa đến từ trường mầm non Cẩm Lĩnh A. Và ngay sau đây, Thanh Thúy cùng tốp nữ xin được gửi tới toàn thể các quý vị một nhạc phẩm được mang tựa đề Nhớ Cẩm Lĩnh, lời thơ Đỗ Mạnh Hưng, nhạc Đức Vượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị. Tiếp theo chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đến với màn hát múa ca khúc Việt Nam quê hương tôi do sự thể hiện của thôn Tân An. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta sẽ cùng đón xem. Cảm ơn top hát múa đến từ thôn Tân An. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bài múa Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác qua sự thể hiện của thôn Cẩm Tân. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Thank you.
xa xao sóng ngược bóng
xin được trân trọng cảm ơn tốp múa đến từ thôn Cẩm Tân. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình trong buổi tối này ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng qua sự thể hiện của đơn ca nữ Hương Giang đến từ thôn Cẩm An. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. Chỉ
xin được trân trọng cảm ơn đơn ca nữ Hương Giang. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với màn hát múa ca khúc Màu Hoa Đỏ do Câu lạc bộ Người Cao Tuổi xã Cẩm Lĩnh thể hiện. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị cùng đón xem.
Xin được trân trọng cảm ơn bản hát múa đến từ câu lạc bộ người cao tuổi xã Cẩm Lĩnh. Tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể các quý vị cùng đến với bản hát múa với ca khúc Hãy đến với con người Việt Nam tôi do tập thể trường Mầm non B biểu diễn. Được trân trọng cảm ơn top hát múa đến từ trường Mầm non Cẩm Lĩnh B. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị sẽ đến với làn điệu chèo qua nhạc phẩm Khúc hát đồng quê qua sự thể hiện của các cụ thôn Ngọc Nhị.
cẩm linh quê tôi mà nghe tiếng hát lời ca rộn ràng trăng lên đỉnh núi nhìn xa câu hò điệu đường tình anh nắng đi tỏa chiếc nón nón
sẽ được trân trọng cảm ơn những làn điệu chèo mà Thôn Ngọc Nhị đã mang tới cho chúng ta trong đêm ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị sẽ cùng đến với bài múa Dạ Hồng Đăng do tập thể Thôn Đông Phượng thể hiện. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị cùng đón xem. Được trân trọng cảm ơn tốp múa đến từ thôn Đông Phượng. Kính thưa toàn thể các quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, rất vinh dự cho đoàn xã Cẩm Lĩnh được đón tiếp đoàn thanh niên tình nguyện
đến từ trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội về địa phương thực hiện chương trình tình nguyện mùa hè xanh. Và chung vui với chương trình buổi tối ngày hôm nay, tập thể đoàn thanh niên tình nguyện đến từ trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội xin gửi tới toàn thể các quý vị một điệu nhảy flat mode với nhan đề Việt Nam ơi. Xin toàn thể các quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đội thanh niên tình nguyện đến từ trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội ngày hôm nay. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bừng xưa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé. Tràn đừng lo lắng, cười lên và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố hòa một niềm tin. Được trân trọng cảm ơn các bạn trẻ đến từ trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp theo chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị sẽ cùng đến với màn hát tốp ca với ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua sự thể hiện của
thôn Cẩm Thủy. Bye.
xin được trân trọng cảm ơn tập thể thôn Cẩm Thủy. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân qua sự thể hiện của Thu Thúy đến từ thôn Tân Thành. Xin mời toàn thể các quý vị cùng đón nghe. Chúng
hồi chùa kia Việt Nam đất nước anh hùng, được trân trọng cảm ơn đơn ca nữ Thu Thúy. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị cùng đến với màn hát múa ca khúc Đảng cho ta một mùa xuân qua sự thể hiện của thôn Phú Phong. Đảng đã cho
Xin được cảm ơn đội văn nghệ đến từ thôn Phú Phong. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị sẽ cùng đến với Tam Ca Nam, Văn Nam, Văn Nên, Văn Xuân, cùng gửi tới toàn thể chúng ta ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác Huy Du. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị cùng đón nghe. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đã rồi. Chẳng nói nên lời. Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân, ta đi giữa tình thương của đàn, tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim. Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong nắng ấm mắt anh. Việt Nam, Việt Nam, qua từng ngưỡng gian nan lớn lên rồi đẹp như mùa xuân. Phố qua làng ngọn đèn sáng rực lòng ta đó, lời mẹ nói âm lành ngọn gió đã ném vui dịu dịu mai trường. Ta đi đường dầm bóng hàng dương đã con đào đã lên màu cỏ bơi, nhưng cặp mắt đêm đêm trong đời chiến trường xa dồn dập nhiều chiến cơ. Ta đi qua phố qua làng ngọn đèn sáng rực lòng ta đó, lời mẹ nói âm lành ngọn gió đã đem vui dịu dịu mai trường. Ta đi đường dầm bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ bơi, nhưng cả mắt đêm đêm trong đời chiến trường xa dồn dập nhiều chiến. Những bình núi quất mây mờ xa tắm, ta sẽ đến nơi đâu còn rằng ta chưa về vì tổ quốc chưa yên. Việt Nam, ôi tổ quốc vĩ quang. Xin được cảm ơn Tam Ca Nam đã thể hiện ca khúc Đường Chúng Ta Đi. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời toàn thể các quý vị cùng đến với màn hát múa với ca khúc Xinh Tươi Việt Nam qua sự thể hiện của Lưu Ly cùng tốp múa. Trắng bay bay lòng vui như nở hoa, em mỉm cười xinh tươi ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước.
cười trong ánh mắt em ngậm một tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới được trên miền đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam, rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy, nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tới trên trời, hãy giang tay trao cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào. Được cảm ơn Lưu Ly cùng Tốp Múa. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời toàn thể quý vị cùng đến với màn hát múa Hay Đến Với Con Người Việt Nam Tôi qua sự thể hiện của đội văn nghệ đến từ thôn Vô Quy. Cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Nam tôi đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với tiếng đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vang thanh non sông trái tim Việt Nam. Được trân trọng cảm ơn đội văn nghệ đến từ thôn Vô Quy. Thưa toàn thể các quý vị, chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 xin phép được khép lại tại đây. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo phòng văn hóa huyện Ba Vì, các đồng chí lãnh đạo địa phương xã Cẩm Lĩnh đã quan tâm tạo điều kiện cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn diễn viên, nhạc công, các đội văn nghệ tham gia chương trình. Xin được cảm ơn bộ phận kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp ảnh cho chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và xin được hẹn gặp lại toàn thể các quý vị vào buổi tối ngày mai. Xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa.